Hey, welcome back mọi người đến với kênh giải trí Nam Phương Phương TV. Lại là Hào ở đây. Và hôm nay Hào muốn đem tới cho mọi người một cái nốt hương mà Hào nghĩ rằng không có quá nhiều người nói tới, thường đề cập tới ha, và nó cũng không thường xuyên xuất hiện quá nhiều trong nước hoa. Thì đó chính là nốt hương của mùi xoài. Và cái mùi hương em này á, hôm nay Hào sẽ không hẳn là review những chai nước hoa có cái mùi đó, nhưng mà Hào sẽ đánh giá về cái độ hiện diện của cái nốt hương đó trong cái chai nước hoa đó nha. Chẳng hạn như là nó sẽ hiện diện nhiều hay không, bao nhiêu phần trăm, chứ không hẳn là Hào sẽ review tới là mùi hương nó như thế nào. Nên tới câu chuyện thôi, let's go. Ok, và đến với chai đầu tiên đó, thì Hào thấy tìm được ở trong Fragrantica và cũng như là mọi thông tin của các cái trang review khác thì đã có, đó là Polo Deep Blue Perfume, là một miệng chai nước hoa có nốt hương xoài ở trong này. Dạo gần đây Hào cũng review em này khá là nhiều, thì Hào hay nói em đó là một mùi marine, mùi biển xanh của biển khơi và mùi của thảo mộc nữa. Nhưng mà thật sự công tâm mà nói thì Hào thấy nốt hương trái cây ở trong cái chai nước hoa này nó không quá nổi trội, nó thật sự nó nằm nền rất là nền luôn á. Và trong này là người ta có liệt kê lên mùi xoài, nhưng mà Hào xin thấy là mùi xoài em này không rõ, và nó ở tầm ngưỡng chắc là 5-10% dễ thôi. Ok, và qua tới chai thứ hai thì cũng là tại là thương hiệu Ralph Lauren, và cái dùng cùng cái giọng nước hoa đó là Polo luôn, thì em lại có tên là Polo Black. Và có lẽ nếu mà nhắc đến nước hoa mùi xoài mà của phía mặn nước hoa nam á, thì không lẽ chai Polo Black này là một mùi chai nước hoa gọi là được nhắc tới đến đầu tiên luôn nha. Cá nhân nào thấy thì đây có cũng đi theo một cái hướng là mùi hương của mùi fresh, mùi green nè, mùi tươi của citrus và mùi trái cây. Nhưng mà nếu mà sau phải là Polo Deep Blue và Firm thì ở thấy em này nó sẽ có một cái sự hiện diện rõ rệt hơn của mùi xoài, nhưng mà tầm ngưỡng đâu khoảng 30-45% là một mùi hương của xoài ngọt. Nhưng mà Hào nghĩ là ngọt đó không phải là một cái mùi xoài kiểu như là xoài chín quá đâu, kiểu cái xoài nó bị nhũn kiểu nó quá ngọt, nhưng mà ở đây kiểu là xoài vừa chín tới, cho nên sẽ có giữa kiểu như là xoài xanh với lại xoài ngọt á, cho nên sự pha trộn giữa hai nó vẫn có độ chua nhẹ nhẹ nữa. Nhưng nói về độ mắm tỏ thì cả hai em này thì Hào nghĩ cái độ trên da của Hào quá thì Polo Deep Blue Perfume nó sẽ có độ lưu mùi ổn, nhìn hơn một tí nhưng không quá tốt. Ok, và qua đến cái mặt tiếp theo quá thì Hào có một chai nước hoa tới dòng Daisy của nhà Marc Jacobs, có tên là Daisy Ever So Fresh. Nếu mà mọi người có mua thì mọi người phải nhớ coi kỹ cái tên nha, bởi vì Hào nhớ đó là còn có một cái chai khác đó là Daisy All So Fresh nữa, thì cái màu nó sẽ nhạt hơn cái màu này. Em này sẽ là phiên bản hơi dơ cất thì nhớ thông tin đó là phiên bản liquid trình nữa. Và chai này sẽ là đúng một trong những chai nước hoa mà nãy giờ Hào sẽ đánh giá cao nhất về cái độ hiện diện của mùi xoài. Sẽ ra mùi xoài rõ và nó đi kèm với lại một cái mùi dứa nữa. Và so với những cái dòng khác của trong Daisy á, thì Hào nghĩ em này cũng là một trong những chai nước hoa khác biệt nhất. Bởi vì sao? Bởi vì Daisy á, là những chai nước hoa nó sẽ là nguyên một cái dòng, nguyên một cái line luôn. Hào thấy nó sẽ thiên hướng là mùi floral là chính, trái cây không quá nhiều. Nhưng quay tới em này, nếu mọi người thích, những cô gái nào mà thích những cái tông mùi mà ngọt đậm của trái cây á, như là ngọt nhiều mà có độ tươi, thì Hào nghĩ em này mọi người sẽ rất là ăn điểm luôn. Và cái mùi xoài ở ban đầu xịt ra nó sẽ có phần hơi đắng đắng nhạt nhạt một tí, và pha kèm với là cái vị dứa, và kèm vào sau đó phối hợp thêm với là những cái nốt hương floral nữa, thì Hào nghĩ cái em này nó sẽ có một cái mùi hương dễ cho mọi người sử dụng vào mùa thu đông luôn, bởi vì nó sẽ ngọt khá là đậm á. Thì Hào sẽ đánh giá mùi xoài nó xuất hiện tầm khoảng được 60-70% nha. Và ngoài ra nó có một cái độ phối hợp rất khá là ăn ý và là mùi của dứa, đánh giá em này khá là cao. Ok, và một chai tiếp theo nữa là một chai nước hoa đến từ nhà Paco Rabanne mà mới ra mắt vừa năm, tầm khoảng 2 năm ngoái thôi, thì nghĩ là 2022. Thì em nói có tên là Paco Rabanne Fame, chứ không phải là Phantom. Quan miệng hãy nói review của Nam nên nó Phantom. Chai này là tên Fame nha. Và packaging thì Hà đánh giá nhiều người thì chê, còn có người thì khen, thì thích, nhiều ý kiến khác nhau. Nhưng mà riêng Hào thì Hà thích em này hơn, bởi vì Phantom Hà nhìn từ xa thì thấy ok, nhưng mà gần gần thì cảm giác nó hơi bị to, nó hơi bị thô quá, và cái chất liệu họ sơn nó không được quá đẹp. ADN mùi hương á lạ thì chắc chắn nó sẽ không lạ, nó sẽ rơi vào ngưỡng những cái mùi hương mà thấy nó sẽ hướng mùi gourmand. Thì em này ban đầu khi mà mới xịt ra á thì mùi xoài Hà có cảm nhận nó phải sọt sợ, nó gọi là nó thoáng qua thôi, nhưng mà nó cũng kiểu là hên xui lắm. Đôi lúc Hà nghe được thấy mùi xoài, đôi lúc Hà không, nhưng mà đa số các phần lớn á là Hà sẽ nghe được thấy cái mùi xoài, nhưng mà nó bị biến thành mùi dừa. Mùi dừa ở đây kiểu như nó hơi creamy, nó hơi béo ngậy ngậy, và cái độ ngậy nó phối hợp chung với lại cái mùi vani ở trong này nữa. Chứ thật sự mùi xoài và cái độ tươi của xoài, cái độ thanh của xoài nó không có ở đây, mà Hào chỉ thấy cái độ béo thôi. Cho nên về nói về phần đánh giá sự hiện diện của nốt hương xoài thì Hào sẽ cho em nó tầm khoảng 25-30% thôi. Nói chung là hơi xui, lúc nghe được lúc không. Nên nếu mà các bạn tìm kiếm một mùi xoài thì đây không phải chai, là chai nước hoa dành cho bạn. Ok, và đến với chai cuối cùng của cái list ngày hôm nay thì Hào muốn đưa vào em Moschino Gold Fresh Couture. Thì
đầu tiên nó vào một packaging thì mọi người chắc chắn ai cũng nghĩ rằng đó là cái bộ sưu tập này rất là màu mè ha, nhưng mà thật Hào nghĩ nếu mà có một chai trong bộ sưu tập của mình để mà trưng lên thì nhìn nó cũng rất là vui. Đa số các mùi hương của nhà Moschino là những mùi hương khá là an toàn, nhẹ nhàng chứ nó không có bị quá là khác biểu, là quá dị như là những cái bề ngoài của nó ha. Và em này cũng vậy, em này thì họ thấy lên tông mùi rõ nhất đó như là mùi fruity và ngọt và trái cây và có phần hơi floral nhẹ một xíu. Và ngoài ra có một cái điểm mà thấy đặc biệt ở em này đó chính là mùi cây. Cá nhân họ thấy em này mùi xoài lên được tầm khoảng 50-60%, bởi vì ở cái nốt hương ban đầu thì mình sẽ có mùi xoài khá là rõ. Mà một điểm họ rất là thích đó chính là cái mùi xoài trong này nó sẽ không có bị theo một cái hướng là xoài quá chín, nó bị nũng, nó bị gọi là ngọt quá, mà nó sẽ ở cái ngưỡng là vừa chín tới luôn, cũng khá là giống với lại em Ever So Fresh. Nguyên cái line của bộ sưu tập Fresh Couture này của nhà Moschino họ thấy khá là ổn, mặc dù là cái vẻ bên ngoài nó hơi dị biệt một xíu ha, nhưng mùi hương rất là nịnh mũi nên mọi người có thể thử qua nha. Ok, và tổng quan qua trong năm chai nước hoa ngày hôm nay á, thì có hai chai nước hoa nam mà có nước hương của xoài, thì có là hai dòng đến từ nhà Fresh Floral luôn, đó chính là Polo Deep Blue Perfume và Polo Black. Thì riêng hai em này á, thì em này nếu mọi người tìm kiếm một mùi xoài thì họ sẽ không recommend chai Polo Deep Blue Perfume nha, bởi vì nó là chỉ là green và aromatic và cuối cùng đó là mùi marine biển thôi. Còn nếu mọi người thích một mùi xoài hơi nhẹ nhàng một xíu nhưng mà vẫn có hiển thị ở trong đó thì sẽ có em Polo Black, thì họ nghĩ nó sẽ hợp lý hơn. Và đó là hai chai nước hoa của nam. Còn tới với ba chai nước hoa còn lại của nữ á, thì riêng em Paco Rabanne Femme thì họ sẽ đánh giá không quá cao, bởi vì mùi hương của em này xoài nó rất là nhẹ, đôi lúc lên lúc lúc nghe được lúc lúc không, những cái phần mà họ nghe được á thì đa số nó chuyển hướng thành mùi dừa mất tiêu rồi. Còn hai quán quân của ngày hôm nay thì họ sẽ lựa đó chính là Marc Jacobs Daisy Ever So Fresh và chai còn lại đó chính là Go Fresh Couture của nhà Moschino. Cả hai em này thì họ sẽ đánh giá mùi xoài lên được lên tới em này thì 50% lên tới 60%, còn em này sẽ là 60-75% nha. Ok, và vừa rồi là cảm nhận của Hào về năm chai nước hoa mà trên bảng thành phần là có ghi là có vị xoài, nhưng mà Hào đã đánh giá cho mọi người đó là sự hiện diện của cái nước hương xoài đó ở trong chai nước hoa là được bao nhiêu phần trăm nha. Thì Hào nghĩ cái topic này cũng sẽ giúp ích cho mọi người một phần nào đó, nếu mà các bạn đặc biệt và thích mua hàng online á thì các bạn có thể giống như là bạn thích một cái nốt hương đặc trưng nào đó thì các bạn có tham khảo cái video này của Hào, thì maybe nếu mọi người thích thì mọi người cứ comment một cái nốt hương nào tiếp theo đi thì Hào sẽ làm thành một cái series luôn. Và Hào nghĩ hy vọng là cái series này giúp ích cho mọi người nếu mọi người đang tìm một chai nước hoa mà có một cái nốt hương đặc trưng nào đó ha. Nếu mọi người muốn một mùi hương nó thật sự có nổi trội cái mùi hương đó, hay là mọi người có thể tiết kiệm tiền mà mọi người mua một chai nước hoa khác đó, thì mọi người hãy đừng quên like và subscribe đến kênh giải trí Number Phone TV để đón xem những video lần sau. Và đây là Hà Gaga, hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.